xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với bản tin phiên trưa sau giờ khớp lệnh phiên ngày 2 tháng 4 năm 2024. Chúng chị sẽ có một tháng tư giao dịch à, thật là nhiều lợi nhuận cho những cái pha chốt lời anh chị nha. Và ngày hôm nay thì tiêu đề chúng ta muốn nói đến đó là tháng tư và lời nói dối. À, lý do là sao bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì mọi người biết là à, hay có một tương truyền đó là tháng tư ngày 1 tháng 4 là ngày cá tháng tư là ngày nói dối và và có thể trong tháng này thì anh chị cần phải chú ý về những vấn đề việc uh, các mã cổ phiếu tăng cao để mình có thể có những vị thế chốt lời và mình chuẩn bị cho những vị thế mua lại ở những vùng bên dưới bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại thì anh chị biết rằng các mã cổ phiếu cũng như là các công, công ty thì bắt đầu bước vào trong một cái kỳ báo cáo uh, báo cáo kinh doanh của quý 1 và uh, trong giai đoạn tháng tư này thì tất cả các cái vị thế sắp tới chúng ta đang kỳ vọng về những cái báo cáo kết quả kinh doanh tốt để có được những vùng giá tốt để chúng ta à, chốt lợi nhuận đúng không ạ à, như vậy thì sau khi mà cái kỳ vọng đó nó đã được thể hiện ra thì lúc này có thể sẽ là cái thời điểm mà chúng ta có thể chốt lời các cái mã cổ phiếu của mình và mình nghỉ ngơi à, chuẩn bị cho một chu kỳ tiếp theo của cái quá trình tăng năm 2024 2025 anh chị nha. Do đó thì anh chị nào quan tâm thì có thể chú ý vào vấn đề này cũng như là để có thể có được những vị thế giá tốt trong cái thời gian sắp tới cũng như là chốt được giá cao và mình mua lại được ở những vùng giá tốt hơn bên dưới. Ok, tổng kết sơ về thị trường trong phiên ngày hôm nay thì VN Index đóng nến tại vùng 1275.76 giảm 5.76 điểm so với ngày hôm qua. Quá độ rộng thị trường hiện tại đang nghiêng về các mã cổ phiếu nhóm giảm với 372 mã chỉ có 99 mã tăng. Số lượng này tăng lên vào cuối phiên anh chị nha sau khi mà nó có một thông tin đến chính về cái vấn đề của uh, cái mã cổ phiếu uh, Techcombank, uh, Sacombank đúng ạ, STB. Đó thì bắt đầu có số lượng mã tăng xanh hơn nhưng mà sau đó thì anh chị biết rằng có một cái bài báo mới sáng lên thì có một cái bài gọi là đành xin lỗi về những cái cảm xúc cá nhân về cái việc nói ra thông tin đó sau đó. Bên ATB họ có một phản hồi đó là đưa ra một cái đơn để đưa đến bốn bốn bộ ban ngành để làm rõ cái việc đó thì sau này cái chủ nhân của bài viết đó họ lại đưa ra một bài báo là đưa lên một bài viết đó là trời tôi nói vào ngày cá tháng 4 mà cũng tin như vậy nói chung rất nhiều vấn đề như vậy thì anh chị hết sức chú ý vào tháng 4 này ha rồi à, tiếp theo ha thì à, sự tác động tới bên index trong cái phiên ngày hôm nay thì đến từ các mạng cổ phiếu nhóm ngân hàng và có hai cái mã phiếu bên ngoài đó là có mwg và à, gat và chiều tăng điểm thì có gvr mansan CTR, à, bvg KBC, bmb bầu và một số cái mã cổ phiếu khác À, nhìn trên bảng điện thì anh chị thấy trong thời điểm hiện tại có các mã nhóm tài chính thì có BCG đang nổi trội và một số cái mã cổ phiếu đất à, xanh một mã một số mã cổ phiếu bất động sản khác và trong này nhóm chứng khoán thì có mã cổ phiếu VDS về nhóm công nghiệp thì có gác sáng đèn bật lên khá tốt và đặc biệt là có một cái mã cổ phiếu đến từ nhóm điện BC1 anh chị nha rồi về nhóm hàng tiêu dùng thì có cao su nhóm cao su hôm nay đang có những phản hồi rất là tích cực về nhóm điện thì có à, thêm bao có GEG -E là những trạng thái rất là tích cực của phiên ngày hôm nay xét về đầu thị thì trong giai đoạn hiện tại à, à VN Index vẫn đang ở trong một cái một duy trì một cái xu hướng tăng mạnh anh chị nha và à, cái trạng thái khách sạn của Vani đấy vẫn đang mở ra và hiện tại Vani đang có những trạng thái tiến vào trong vùng khách sạn này vùng cân bằng là vùng 1.256 và với cái việc mà mình đấy tiến vào trong vùng khách sạn này nó mở ra cho anh chị những vị thế có thể gia tăng một lượng hàng để có thể đánh trong một nhịp ngắn của này thì cái mục tiêu kỳ vọng của chúng ta trong cái nhịp vừa qua qua à, xuyên suốt cập nhật với anh chị đó là cái vùng 1.300 cũng như là 1.332, 1.340 để có thể À, mình có được những vị thế giá tốt chút lời và đây là những cái nhịp nghỉ ngơi và kỳ vọng những cái nhịp nghỉ ngơi này sẽ là cái cơ hội cho cái mạch hoạt động của VN Index theo cái chiều tăng tiếp theo để chúng ta có những vị thế tốt hơn và cũng kỳ vọng sau khi các cái kết quả báo cáo của nhìn ra thì chúng ta sẽ có được những vị thế giá tốt để chốt lời nhanh chị nha còn về mặt ngắn hạn hơn thì VN Index vẫn đang à, sáng nay VN Index đã có một trạng thái khá tích cực à, giống như những cái gì mà chúng ta chia sẻ với nhau đó là trong vòng 2 tiếng một đầu tiên thì VN Index có cái khả năng rung lắc và lại gần cái vùng bảy và đã về tới vùng 1268 thì bắt đầu có những dấu hiệu rút chân và à, phục hồi trở lại thì trong phiên chiều nay cái vùng 1280 vẫn là một vùng kháng cự có ý nghĩa đối với VN Index và VN Index có nếu mà tích cực vượt qua được vùng 1280 thì cái cơ hội tăng trong thời gian sắp tới nó sẽ tích cực hơn còn nếu mà không có cơ hội vượt qua thì có thể sẽ à, còn tích lũy trong biên từ 1280 về 12 à, 1257 1258 ở trong cuộc này mà chờ thời cơ để sau khi khách sạn đóng cửa lại thì có thể sẽ có những cái pha bật tóc và bật tăng qua vừa qua 1280 để tiến về những vùng mục, mục tiêu cao hơn nha, nha. rồi à, nói về cái câu chuyện của mã cổ phiếu STB thì anh chị thấy là STB hiện tại sáng nay có một pha đánh bật khá là khó chịu và rung lắc về tới vùng xương thùng đi vùng 30 về lại cái mốc sâu nhất là 2 29.6 và em từ sáng đã có nói với anh chị khách hàng trong lúc khách hàng của mình về việc đó là chúng ta sẽ canh cái mã cổ phiếu stb để mình có thể có những cái điểm gia tăng với cái mã cổ phiếu này thì anh chị thấy là về cái giống nhìn nhận định trong nguyên sáng à về góc nhìn nhận định trong phiên sáng đối anh chị khách hàng trong room thì có báo với anh chị khách hàng là ở trong phiên sáng chúng ta sẽ canh một số cái mã cổ phiếu và canh những cái nhịp rung lắc này để có thể có được những cái trạng thái mua và em kê cho anh chị một số cái mã cổ phiếu và chủ yếu là những cái mã cổ phiếu có sẵn ở trong danh mục của mình và đối với những cái mã cổ phiếu mà chưa có sẵn thì em có kê thêm ở đây à, những vị thế mua mới cũng như là các vị thế có thể à, gia tăng thêm đối với một số cái mã cổ phiếu và à, mình chủ động như là chờ đợi đối với cái mặt vận động này và cũng tận dụng khá tốt cái nhịp rung lắc này để có thể có được những cái điểm giá vào hợp lý đối với các cái mã cổ phiếu và bây giờ sau khi hôm hàng xong thì chúng ta sẽ chờ các cái mã cổ phiếu này có một cái bước tiền tốt để mình có được những điểm giá tốt ha. Còn về mặt vận động, những cái tin tức thì anh chị hết sức chú ý về mặt vận động của STB thì nó có một cái trạng thái cân bằng ở quanh vùng giá 30, 29630 là một vùng cân bằng dài hạn ở khu vực này do đó thì hy vọng đây sẽ là một vùng gom hàng đủ tốt cho anh chị nhà đầu tư để có thể có được những vị thế giá tốt sau này mình chốt là vậy nha. Ok thì về mặt vận động của tháng tư là như vậy. Anh chị chú ý về những cái điểm khi mà nó có những trạng thái và báo cáo kết quả kinh doanh quý ba đặc biệt đối với những cái mặt cổ phiếu mà anh chị kỳ vọng để có thể có được những vị thế giá tốt mình chốt lời. Hẹp lại anh chị trong những livestream cũng như là những video tiếp theo.